Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 3 bánh, 4 bánh, xe điện, xe xăng và các cái dòng động cơ, phụ tùng, độ chế các loại. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn toàn bộ những cái động điều khiển dành cho dòng động cơ có chổi than trên thị trường hiện nay từ 12V đến 72V, từ 250W trở xuống cho đến cao điểm là 2500W. Điều khiển có tích hợp công tắc tiến lùi, tay công tắc nút vặn ga và dòng điều khiển bình thường, không có gì cả. Ở đây mình xin giới thiệu đến các bạn đầu tiên những cái mẫu điều khiển dành cho động cơ 12V, thì nó có cái mẫu này. Mẫu này là mẫu dành cho động cơ 12V 250W có nút vặn. Và nó rất là đơn giản, chỉ cần hai đầu dây vào và hai đầu dây ra. Còn nút tắt được tích hợp luôn trên cái núm vặn này. Dòng điều khiển 12V có nút vặn này nó còn một loại là 12V 500W. Hiện tại thì mình đang hết hàng. Nhưng mà nếu các bạn có dùng thì nên dùng loại 500W thì nó khỏe hơn. Và giá thành thì tất nhiên nó sẽ đắt hơn một chút. Tiếp theo nữa là dòng điều khiển đa lăng. Dòng điều khiển này là chạy từ điện áp 9V đến 60V, có công tắc tiến lùi sẵn. Dòng điều khiển là 20A, có nút điều chỉnh tốc độ và công tắc đảo chiều tới lui tích hợp sẵn. Nó phù hợp cho những cái dòng động cơ từ 250W trở xuống, tải trọng nhẹ nhàng. Tiếp theo đến cái dòng mạch đa lăng. Mạch này là mạch tổ ong, có tích hợp sẵn công tắc tiến và lùi, mo và dừng. Trên này hiển thị phần trăm tốc độ. Đây là hiển thị phần trăm tốc độ. Và nó cũng rất dễ dàng thôi, điện áp vào và điện áp ra. Đây là nút vặn điều chỉnh tốc độ. Những cái dòng này thường điều khiển, những cái dòng có nút vặn này thường được dùng để làm trên những cái thuyền điện, động cơ chân vịt các thứ, thì các bạn dùng 3 loại này có nút vặn. Tiếp theo để làm cho xe điện thì nên dùng những cái mẫu còn lại. Mẫu này sử dụng chân ga hoặc có thể sử dụng nút vặn, cái đấy tùy chỉnh. Tiếp theo đến cái dòng này là mẫu 12V 500W, hay được sử dụng cho những cái động cơ 12V 250W trở lên. Nó rất là khỏe và chuyên dùng. Đây là 12V 500W. Có rất nhiều dây chức năng để làm cho xe điện. Thì các bạn có thể nghiên cứu, tham khảo. Bên mình sẽ hướng dẫn các cái chức năng của nó khi các bạn mua hàng. Đây là điện vào, điện ra, dây ổ khóa các loại, dây ga, dây phanh, dây công tơ, dây báo điện và dây ga, dây phanh, đèn phanh các thứ có hết trên một cái bộ điều khiển này. Tất cả những cái dòng như thế này là cùng một hãng cho nên chức năng của nó là giống nhau. Có dây phanh, có dây đèn phanh, rất là hay nếu như các bạn biết cách sử dụng. Và mua hàng bên mình thì đều được hướng dẫn. Đây là 12V 500W. Giá của từng loại này các bạn vui lòng comment ở dưới, mình sẽ trả lời. Hoặc là xem phần mô tả. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, cho nên mình không báo sẵn ở trên này. Đấy là những cái dòng mẫu 12V. Ngoài ra thì nó còn hai dòng này cũng chạy được 12V, nhưng nó khỏe cho nên là ít khi dùng đến. Tiếp theo mình xin giới thiệu đến các cái dòng 24V. Thì dòng 24V thì có dòng 24V 250W. Đây là những con điều khiển 24V 500W nhưng chuyên được dùng làm xe điện. Nó đắt hơn một chút so với những cái dòng ngoài thị trường. Nó ít chức năng. Ở ngoài thị trường thì nó có loại chỉ có hai dây vào, hai dây ra, dây ga và dây phanh, không có dây ổ khóa. Nó sẽ hơi bị phức tạp. Khi các bạn làm xe mà không có dây ổ khóa thì tắt mở sẽ rất nhanh hỏng ổ khóa. Thì thằng này nó đầy đủ dây chức năng và
giải tốc độ thì chuẩn, độ bền cao. Đây là dòng 24V 250. Còn tiếp theo đến là dòng 24V 350. Đây. Dòng này là 24V 350W. Đây là dòng 24V 800W. Chức năng thì giống như những con kia. Tiếp đến là ba cái mẫu khủng này. Thì hai con này là con đa năng, có thể chạy điện áp từ 24V cho đến 72V. Và công suất thì của nó là từ 1500W cho đến con này là 2500W. Các bạn để mà dùng với những con động cơ như là 650W có thể dùng con này, nó rất là khỏe. Nó khỏe quá cho nên là nếu như các bạn cần dùng đến thì hãng dùng, còn không cần thì không nên dùng. Bởi vì nó rất là khỏe. Nó khỏe thì nó rất là khỏe, nhưng mà nó sẽ làm nóng động cơ. Và đây nữa là một cái mẫu. Mẫu này là mẫu 2500W. Con này có thể dùng được cho những xe Golf. Nhưng mà nó cũng chỉ chạy nhẹ nhàng thôi. Nếu các bạn chạy xe sân Golf mà chạy cái con này lặng quá thì nó cũng không được bền lắm. Các bạn có thể sử dụng con này thay thế tạm thời. Giá con này thì nó rất là rẻ so với cái dòng điều khiển chính hãng của xe Golf. Nó rơi vào 6-7 triệu. Con này thì chưa đến 1 triệu. Đấy. Thì các bạn có thể thay thế để chạy chơi cũng được. Nó là 2500W. 4860V. Và dòng điện của nó là dòng 95A. Rất là khỏe. Có 3 cực. Cộng, trừ và động cơ. Đấy. 3 cực này là dùng cho động cơ chổi than. Ở trong cái video này thì mình chỉ làm điều khiển của chổi than các bạn nhé. Còn điều khiển của động cơ 3 pha mình sẽ làm trong một video khác. Cho nó dễ, đỡ bị lẫn lộn giữa con nọ và con kia. Đấy, xem xong video rồi, các bạn cần loại nào thì hãy vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983818955 hoặc comment ở phần dưới, mình sẽ trả lời và báo giá. Nếu thấy cái video của mình hay, cảm ơn các bạn đã đăng ký, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và ấn vào cái biểu tượng hình quả chuông để nhận được cái thông báo ngay khi có video mới ra. Tổng là có 13 mẫu điều khiển dành cho động cơ chổi than. Các bạn cần loại nào thì có thể alo để mình tư vấn cho dễ, hoặc là nhắn comment ở dưới, mình sẽ báo giá và các cái thông số phù hợp.